Hoàng Thị Loan, Thanh Nhã và những nữ cầu thủ xinh đẹp nhất bóng đá nữ Việt Nam. Số 1, Lê Thị Bảo Trâm. Trong số những cầu thủ của đội tuyển U20 nữ Việt Nam, Bảo Trâm nổi lên không chỉ nhờ khả năng phòng ngự tốt mà còn bởi sự chững chạc với tấm băng đội trưởng trên tay. Cô gái quê Quảng Nam có ngoại hình xinh xắn và rất cá tính, được rất nhiều người hâm mộ theo dõi trên mạng xã hội. Thứ hai, Hồ Thị Thanh Thảo. Trên sân, Thanh Thảo là hậu vệ cánh rất toàn diện, cả công lẫn thủ. Còn ở ngoài sân cỏ, cô gái gốc Huế luôn tỏ ra vừa dịu dàng, vừa cá tính, với vẻ đẹp rất tầy. Rất đáng tiếc là Thanh Thảo có tên trong đợt tập trung chuẩn bị cho World Cup 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam, nhưng bị loại ngay trước khi lên đường sang New Zealand. Số 3, Nguyễn Thị Tú Anh. Bóng đá nữ Việt Nam đã có nhiều tiền vệ trẻ giàu tiềm năng như Vạn Sự, Hải Linh và Tú Anh là cái tên không thể bỏ qua. Cô gái sinh năm 2002 được chú ý không chỉ bởi màn trình diễn trong màu áo đội tuyển U19 nữ Việt Nam mà còn bởi vẻ ngoài cực kỳ dễ thương và cuốn hút. Số 4.